em vừa mới đậu visa xong, nói chung là kẹt xe, đậu tiền, em không thể diễn tả được. Hôm nay thì em đi thì khá là đông người đi phỏng vấn du lịch, du học thì hơi ít. Rồi hôm nay ô của ở trong đó chỉ mở 4 ô thôi. Thế rồi em vô phỏng vấn thì người ta hỏi cũng nhiều, nhưng mà các câu hỏi về tài chính, kế hoạch học tập các thứ là đều có hết, nói chung rất là giống những gì mà em đã được học ở Tân Đại Dương. Nói chung là em không có cảm thấy sợ và không cảm thấy là mình không thuộc bài. Nói chung em trả lời rất là bình thường, nhưng mà tại vì có họ hỏi về gia đình em khóc nhiều. Thôi ông ấy hỏi mà ông ấy, nói chung em thấy ông rất là bình thường, không cảm thấy áp lực gì hết. Lúc mà trước khi phỏng vấn ấy thì em thấy hơi run, nhưng mà sau khi mà đi vô đó em thấy bình thường, không có sợ gì hết. Rồi nếu như mà họ ông có những câu mà em không nghe được á, em cứ hỏi họ nhắc lại cái họ cũng nhắc lại, và cũng hay một cái là ông biết nói tiếng Việt, nên có câu mà em hỏi lại 2 lần cái ông nói tiếng Việt luôn, xong em lại trả lời tiếng Anh ông á. Ông cũng hỏi em là học tiếng Anh được bao lâu, xong em cũng nói là được khoảng 6 năm, nhưng mà em không giỏi cho lắm nên em muốn đi học để em cải thiện tiếng Anh của em. Cái ông ấy nói xong rồi cái ông đặt máy kinh khủng luôn, nhiều kinh khủng luôn, xong ông chép thông tin các thứ gì á. Thế là hả, em mới hoảng, xong rồi em không biết làm gì. Thế em mới show hết ra bằng khen các thứ rồi tài chính thì gì đó. Thế là ông lại quay lại ông nhìn, xong rồi ông lại nói với em, xong rồi ông lại bấm máy. Hỏi em cũng hoảng hoảng tại vì lúc đấy em hết cái để em nói rồi. Xong rồi em lên tính nói ông này làm ơn cho tôi một cơ hội để đi du học gì đó. Thì ông quay ra xong ông nói em thì em cũng không để ý, em không nhớ rõ nữa tại vì quá nhiều thứ. Xong rồi ông mới cầm cái schedule của em lên, xong ông chúc mừng em, xong ông trả lại y rồi giấy tờ nó cho em. Lúc đấy em có thể diễn tả được. Thế em mới chúc ông một ngày tốt lành, xong ông cũng ông nói em là YouTube, xong em cầm ra ngoài, xong em soạn soạn lại hồ sơ, xong vừa soạn em vừa khóc nhà trời khóc bao to. Xong người ta cứ nhìn em thôi, người ta tưởng là em rớt. Nói chung là cảm giác rất là tuyệt. Làm việc ở khi mà em được tư vấn ở Tân Đại Dương thì rất là kỹ càng, rồi mọi thứ rất là trôi chảy, không có bị vấp cái gì hết, cho nên là em cũng thấy là yên tâm khi đi phỏng vấn thì không có sợ gì hết. Kinh nghiệm của em cho mọi người nếu mà đi phỏng vấn nhất thì nói chung là tự tin lên, cười nhiều lên. Em mới đi vô cái em cười với ông, xong rồi em đưa visa này nó ra, xong ông đã bảo em là gì đẹp, ông khen em đẹp, xong rồi em cười hết cỡ luôn, em không phải tại vì ông đẹp trai quá. Xong rồi cái em thấy có mấy người ấy nhìn căng thẳng sao á, nhưng mà em thấy là nếu mà mình cứ tự tin thoải mái thì khi mà vô đó họ cũng thoải mái với mình chứ không có gì là áp lực. Em sẽ ở bang Cali, em ở với người thân. Trường em học là trường Anaheim Discovery Christian School. Em học high school 2 năm, sau đó chuyển tiếp lên đại học. Số kinh nghiệm của mình khi mà du học phỏng vấn Mỹ á, là mình từ đêm hôm trước mình cứ đi ngủ bình thường. Em không ngờ là em ngủ được luôn ấy, tại vì mỗi lần mà có chuyện gì xảy ra ấy, là đêm này em cũng trằn trọc hết, mà em không ngờ em lại ngủ được. Cái em khi mà đi vô thì họ hướng dẫn gì mình cứ làm theo như vậy, mình không phải sợ gì hết. Rồi khi mà như đấy là một kinh nghiệm sao ấy, nói chung là mình nên đi vệ sinh trước khi mình đi vô phỏng vấn. Hôm nay em cũng làm vậy, tại vì hôm bữa cũng có một chị kia chỉ em vậy. Các em đi vô xong rồi đi ra mình thấy thoải mái hơn, rồi mình kiểu như xả stress ấy. Thôi mình đi vô phỏng vấn thì cười nhiều một chút. Rồi ngay khi mà mình xếp hàng ấy, mình phải gây thiện cảm cho người ta liền, chứ hoặc là có cau có mấy. Chị ý là người làm hồ sơ cho em, nói chung là mọi thứ rất là ok.
chị cũng dẫn từng cái một, thiếu cái nào thì chị bảo mình bổ sung ra sao gì đó, rồi làm rất là tốt chứ em không thấy là có vướng mắc cái gì. Cho nên đến ngày mà đi á, em nói chung là thấy rất là không phải lo lắng gì nữa luôn, không lo lắng gì về vụ hồ sơ của mình hết. Chỉ sợ là đến lúc đó mình không vững thôi, không tâm lý mình không thoải mái. Và còn về phần mà trả lời câu hỏi ấy, thì em cũng được học ở thầy Khôi, thì thầy hướng dẫn em từng cái dựa theo những cái gì mình có ưu điểm, dựa vào ưu điểm của mình để mình nói. Chúc các bạn khi mà đi phỏng vấn thì tự tin, bình tĩnh.